Ebi chưa ra mắt nhưng ứng dụng Ebi của BKV đã nhận hàng loạt đánh giá 1 sao trên App Store và CH Play. Vào ngày 5 tháng 12 tới, BKV sẽ chính thức mở bán bộ đôi tai nghe Ebi và Ebi Pro. Nhằm chuẩn bị cho ngày ra mắt, đội ngũ của BKV đã đăng tải lên ứng dụng App Store và Play Store ứng dụng Ebi. Đây là ứng dụng quản lý và điều khiển dành riêng cho chiếc Ebi Pro. Mặc dù chưa đến tay người dùng, nhưng ứng dụng Ebi đã nhận phải hàng loạt đánh giá 1 sao. Đa phần những đánh giá này tỏ vẻ bất bình với CEO BKV, người đã liên tục có những phát ngôn gây sốc trong suốt những năm vừa qua. Một số khác chê giao diện không đẹp mắt, giật lag và có phần đạo nhái từ Apple. Hiện tại, ứng dụng Ebi trên Play Store nhận được 181 lượt đánh giá, đạt 2,1 trên 5 sao. Bạn có phải là một fan của BKV và bạn nghĩ sao về vấn đề này?